Về nhà quê vào vườn chuối để tìm lấy cái hoa chuối các bạn nhá. Thì hôm nay về làm cái món hoa chuối hấp các bạn ạ. Ở đây xem là có hoa chuối nào. Đây có hai ba cái quả hoa chuối các bạn nhá. Nhà quê lấy quả quả hoa chuối kìa, quả bác hoa chuối kìa. Lá cây hạt dổi các bạn nhé. Đấy. Cái này để làm cái quấn cái hoa chuối xong hấp lên các bạn. Này chất thơm ngon. Bắp hoa chuối các bạn nhé. Đấy, mẹ nhà quê vừa lấy ở vườn về. Đấy, vừa đi hái rau các thứ nhé các bạn nhé. Thì các bạn theo dõi mẹ nhà quê làm cái món hoa chuối hấp của ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Món hoa chuối thì hấp thì gồm có các bạn ạ, cái phần lá đây nãy là mẹ nhà quê hái lá hạt dổi về để sau này để làm cái gói xong để đưa vào nồi hấp nhé các bạn nhé. Thế bên trong thì gồm có những phần sản phẩm với bắp chuối thì gồm có thịt heo, thịt nạc nhé các bạn nhé. Rồi là các loại rau cũng hái từ vườn nhà các bạn nhé. Cái này các bạn thái xong để phải cho vào cái nước muối pha loãng các bạn nhé. Nếu như mà chúng ta không có cho vào nước muối pha loãng thì cái bắp này thái ra nó sẽ là đen các bạn. Thịt heo băm này xong mới trộn với lại hoa chuối các bạn. Đây, thịt băm rau các loại các bạn nhé. Tôi cho một ít gia vị tỏi các bạn nhé. Cái này bỏ hết loại các bạn nhé, chỉ lấy nguyên cái phần bên ngoài bỏ cho vào. Trứng cho vào xong trộn đều lên các bạn nhé. Một chút bột gia vị các bạn nhé. Lúc này trộn lên tất cả các bạn nhé. Thịt này, rau này, hoa bắp chuối này. Các bạn nhé, hoa chuối được thái ra trộn đều với thịt nạc heo, rồi trứng, rau các loại gia vị các bạn nhé. Chuẩn bị đến công đoạn là sẽ cho vào gói và để đưa lên hấp nhé. Đây là cái lá cây hạt dổi các bạn nhé, lá rất to. Đấy. Và nếu như chúng ta gói bằng lá ngõa cũng được. Đấy. Trên dân tộc là người ta đã gói lá ngõa các bạn. Như đây có cây hạt dổi thì lá này gói vào rất thơm các bạn. Đấy, bây giờ cho vào gói các bạn nhé.
Như vậy là cái cung đoạn gói là xong các bạn nhá. Bây giờ chuẩn bị là đưa vào hấp đây này. Nào, để đưa vào hấp. Bắt đầu lửa đun để sôi hấp món hoa chuối các bạn nha. Này chỉ trong khoảng độ tầm 30 phút là sẽ chín. Nên chúng ta sẽ có cái một món đặc sản hoa chuối nhà quê rất là ngon các bạn nha. Sắp chín rồi các bạn ạ nha. Đợi một lát nữa nha. Rất là ngon. Thời gian hấp đã đủ cái thời gian chín rồi các bạn nhé. Bây giờ để bắt xuống. Rất là thơm ngon các bạn ạ. Bây giờ sẽ tháo ra các bạn nhé. Mềm. Rất ngon các bạn. Đấy. Hoa chuối hấp với thịt heo các bạn nhá. Đây rất chín thơm ngon. Đây, dùng lá hạt sổ gói giờ là mẹ nhà quê sẽ nếm thử nhá, xem các bạn xem. Rất ngon các bạn ạ nhá. Thơm ngon. Hôm nay mẹ nhà quê đã làm xong một cái món hấp hoa chuối. Và đã thử kiểm nghiệm là rất tốt, rất ngon và rất là thơm ngon các bạn nhé. Đây, mình xin kết thúc video tại đây nhé. Chúc các bạn may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc nhé. Xin cảm ơn các bạn.